Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng tới huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Và cũng có review một số cây kiểng nha bà con. Đó nhà của anh Xứng. Rồi, chào anh Xứng Xứng ơi. Dạ, chào anh Quốc ạ. Chào mừng cô chú anh chị đến kênh LTK Bonsai ạ. Hôm nay em có review tiếp tục một lô trang đỏ lá nhỏ nha. Tàn thông, tàn núm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Em ở xã Tân Dương, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, gần làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại của em là 0907 086 124. Đó cũng là số Zalo của em. Mong cô chú anh chị thương tình ủng hộ ạ. Dạ. Không để mất thời gian, em vô cây số 1 nha cô chú anh chị. Là một cây chăn đỏ tàn thông rất là lớn nha. Tàn giờ tàn núm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Dạ, đếm đo chiều cao nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao trước đi. Chiều cao là 1m1 ạ. Tán ngang to nha cô chú anh chị. Tán ngang 1m2 ạ. Hai mấy tính 1m2 thôi. Cái này nó một củ mà liền bệ, một củ mà năm sáu thân nha cô chú anh chị. Đếm đo tổng hoành nó là 32 ạ. Dạ. Dạ. Đây đại diện thứ hai. Dạ. Thằng lớn nó khoảng 9 10 rồi cô chú anh chị. 9 à. Dạ. Cái thằng kia cũng 6 7 ha. Dạ, 6 7 nó đều nhau cô chú anh chị. Rồi cây số 1 em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc ạ. 1 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc ạ. Dạ. Dạ một cây chăn đỏ, dạ xuống cây. Đợi thí bên đây đi. Dạ. Tiếp tục mã số 2 là một cây chăn đỏ lá nhỏ luôn nha chú anh chị. Cây này một cốt sạch nha cô chú anh chị. À, cây này một cốt sạch luôn nha. Một cây chăn đỏ lá nhỏ tàn rất là tròn đẹp nha cô chú anh chị. Cây mã số 2. À. Đứng ngang ngang đo cũng được. À. Dạ, chiều cao là cũng 1m, 1m1 luôn nha cô chú anh chị. Tán ngang nó là 1m3 nha cô chú anh chị. Đó. Dạ, đem đo cái hoành cũ cốt của nó. Dạ, cốt nó em đo sát dưới đây là 17 tính 16 nha cô chú anh chị. Dạ, khó khăn thử. Dạ, đo xích trên đây chút đi. Xích trên đây là 13 rưỡi tính 13 thôi. Thoát thân trên đây là 17 nha, 17 cm nha, 16. Dạ. Dạ. Rất cũ rất là sạch đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 2 em giao lưu cô chú anh chị là 1.8 triệu nha, bao ship toàn quốc nha. 1.8 triệu em bao ship bao sống toàn quốc. Shop anh em là bao ship bao sống nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi xuống cây. Mã số 3. Mã số 3 là cũng là một cây chăn đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đây. Cây chăn đỏ lá nhỏ cũ rất là to nha. Nó chiều cao là 97. Tán ngang nó là 80. Em đo cái cũ nó đây là 17 hoành nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ, củ đế rất là đẹp nha. Nè, có con thân nhỏ lên đây nè. Đó. Cây chăn đỏ lá nhỏ nha, mã số 3 nha. Mã số 3 em giao lưu 700k em bao ship toàn quốc coi chú anh chị. 700k em bao ship toàn quốc á, cây chăn đỏ lá nhỏ rồi xuống kìa. Số 3. Xuống 3. Đem tuốt trống luôn đi. Mã số 4 là một cây chăn đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Tàn thông rất là đẹp ạ. À. Đó. Mã số 4. Tàn thông rất là đẹp. Chiều cao là 1m3 nha cô chú anh chị, 1m35 tính 1m3 thôi. Tán ngang nó là 90 nha. Đó. Một cốt nha cô chú anh chị. Một cốt là 15 rưỡi tính 15 à. Đây. Rồi.
Mã số 4 em giao lưu là 700k, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 700k một cây đội trang đỏ tầng thông rất là đẹp. Rồi xuống cây. Rồi mã số 5 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Dẹp đó vô cho ổng đi. Mã số 5 một cây trang đỏ lá nhỏ. Chiều cao giót đọt đó là 1m3 nha. Ồ. À, tán ngang là 80 nha. Tầng thông rất là mịn đẹp nha các chú anh chị. Ồ. À, nó hai thân nha, hai thân nó ôm nhau nha. Là hai thân là 16 hoành. Đây một thân để em đo thân đại diện nó coi. Thân đại diện là 9 nha. Dạ. Đó, à, cây này cũng 700k bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Cây chân đỏ tầng thông rất là đẹp. 700k bao ship toàn quốc à. Xuống cây đây bà. Tiếp theo mã số 6 cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ nha. Cây này rất là đẹp, củ rất là to của chú anh chị. Một cốt sạch. À. Mã số 6, một cây chân đỏ tầng thông rất là đẹp. À. Chiều cao là 1m15 ạ. À. Tán ngang nó là 85 ạ. À. Một cốt sạch đẹp nha cô chú anh chị. Củ nở đế đều nha. 14 rưỡi tính 14 thôi. Đó trên đây nha, này nở rễ có nha. Rồi cây này em giao lưu là mã số 6 cũng 700k luôn, em bao ship toàn quốc ạ. À. Số điện thoại của em là 0907086124, đó cũng là số Zalo của em nha cô chú anh chị. Em ở xã Tân Dương, huyện Liêu, tỉnh Đồng Tháp, gần làng Hoa Sa Đéc nha. Cô chú anh chị có chốt hàng bên em nhớ mã số, nhớ ngày giùm em nha. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 7 cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ nha. Tàn thông rất là mịn đẹp. Đó. Củ này rất là to nha cô chú anh chị. Đó, mã số 7. Ừ. Chiều cao là 1m3. Tán ngang là 90 cô chú anh chị. Đó. Đây, cái củ này rất là to nha. Em đo tổng củ nữa coi. Tổng thước rồi. Tổng hoành củ là 21 nha. Để em đo thân lớn đại diện nó coi. Thân lớn đại diện là 13 hoành nha cô chú anh chị. Cái thân bự bên đây 13 hoành nè. Củ rất là to. Xây dòng. Rồi, mã số 7 em giao lưu cũng 700k luôn, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Chân đỏ lá nhỏ tầng thông rất là đẹp ạ. Rồi xuống cây. Cây này rất là đẹp. Mã số 8 cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ. À, cây cốt cành to không nghe, già cây dữ lắm cô chú anh chị. Cái mã số 8 là cao 100. Tán ngang đó là 80. Đó. Đó, cái củ này rất là già và đẹp nha cô chú anh chị. Cây này lớn ạ. Cây này đo nhà eo nhỏ nhất là 14 rưỡi tính 14 thôi. Còn cái đây nó nở lớn lắm, em đo dưới đây coi. Cái đây tới gần 20 lận nè. 20 tính 20 nè, hay gần 21 tính 20 nè. Dạ. Rồi. Mã số 8 em giao lưu cũng 700k thôi, em bao ship toàn quốc ạ. Bao sống bao ship tất cả nha cô chú anh chị. Shop bên em là bao sống bao ship. Rồi xuống cây. Dạ. Tiếp theo mã số 9 cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ. Đó, tàn thông rất là đẹp, rất là mịn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em đo chiều cao cô chú anh chị. Cái này cao 1m1 ạ. Chiều ngang nó là 80 ạ. Em đo coi. Cái cũ là 13 rưỡi nha, tính 13 thôi. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mã số 9 600k luôn, em bao ship toàn quốc á. Bao sống bao ship luôn, 600k một cây chân đỏ rất là đẹp đó, tàn rất là đẹp, mịn đẹp. Rồi xuống cây. Mã số 9. Mã số 10 tiếp theo là cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ tàn thông rất là mịn đẹp nha cô chú anh chị. Đây, mã số 10.
Bông gắt là xuyên bông nha, dòng này xuyên bông lắm nha, 1m2 à, cao nó 1m2, tán ngang nó 70 à. Một cốt sạch rất là đẹp nha. Đây em đã có cốt rồi, cốt là 13, gửi tính 13 có chú anh chị. Đây, đây mã số 10, mã số 10 cũng 600k em bao súng bao ship toàn quốc nè, 600k bao súng bao ship tất cả, mong cô chú anh chị ủng hộ con nha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 11 cũng là một cây chăn đỏ lá nhỏ nữa nha cô chú anh chị, tàn núm rất là duyên dáng nha. Đó, tàn núm rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Đó, cao 100 à, tán ngang 75 à, bông quá trời bông luôn, siêu bông siêu qua luôn. Đây em đo quỳnh em nó coi, quỳnh em là 12 cô chú anh chị. À, cái bầu em bứng rất là to cô chú anh chị yên tâm nha. Bầu ghim không à? Bầu ghim không, cây thần mô sống khỏe nè, lên mặt rễ lên mặt hết trơn. Rồi cây số 11 em giao lưu là 550, em bao ship toàn quốc, bao sống bao ship tất cả nè cô chú anh chị. Em ở Tân Dương, xã La Dung, tỉnh Đồng Tháp nha, gần làng Hoa Sa Đéc nha. Em tên Quỳnh Xứng à. Số điện thoại của em là 0907 086 124, đó cũng là số Zalo của em, mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ em nha. Rồi xuống cây. Cây thành phẩm bao sống tháng đi ha. Dạ bao sống 1 tháng nha cô chú anh chị. Một đền một đi cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 12, cũng là một cây chăn đỏ tàn núm rất là đẹp nha, rất là duyên dáng á. Đó, bầu này em bao sống bao ship. Đó, đây đó là chiều cao nó, chiều cao nó là 100 nha. Đây tán ngang nó là 85 nha cô chú anh chị. Đó, em đo hoành cụm đây rồi, nó có một thằng nhỏ nha, hoành cụm đây 17 nha, dính thằng nhỏ đem tính nè, thằng đây coi như thằng đây 11 thôi, là một củ rất là khủng nha. Đó, rồi cái mã số 12 em vô lô 700k, em bao ship toàn quốc, là bao sống bao ship luôn, 700k, một cây chân đỏ rất là đẹp. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 13, đó cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ. Đó, cây tàn núm rất là dầu dáng bay rất là đẹp của chú anh chị. Cây này dáng bay rất là hay nha. Đó. Cây này tàn đặc sệt hết trơn nha, cây này gì chỉ vô chậu là chơi thôi nha cô chú anh chị, khỏi chỉnh sửa gì trơn á. Đây dáng bay nó ra đây nhiều. Đây nó cao, chiều cao nó 90 nha. Tán ngang nó là 80 nha. Con cây tàn rất là đều đặc đẹp. Cây này già cây lắm nghe cô chú anh chị, rất là già cây nè, 14 hoành nè. Cây già lên da cục một cục đế luôn, thấy không? Rồi cây này giao lưu hữu nghị luôn, 600k em bao ship toàn quốc á. Chỉ 600k một cây dáng thế rất là đẹp rồi, già cây em bao già luôn nghe cô chú anh chị. Rồi xuống cây, mã số 13 cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 14, đó cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ. Đó, số 14 một cây chân đỏ lá nhỏ, một cốt rất là tươi, rất là bự nha. Đó, bữa nay bán giá hữu nghị nha cô chú anh chị. Cao 1m à, tán ngang 80 à. Đó, rất là đẹp nha, một cốt lớn lắm nha cô chú anh chị. Đây một cốt có tới 15, gửi tính 15 thôi. Củ nở đế đều nha, đế rất đẹp nha. Đó, rồi mã số 14, 600k luôn, em bao ship toàn quốc cô chú anh chị, bao sống bao ship nha, 600k. Rồi tiếp theo mã số 15, con lấy số mới, lấy cây mới á, mã số 16 mà 15 lấy cây mới lại đi. Rồi, rồi tiếp tục mã số 15 nha cô chú anh chị, một cây chanh đỏ lá nhỏ luôn à, tàn thông dốc đọt rất là đẹp nha. Đánh đo chiều cao coi. Dạ, chiều cao đó là 1m25, tán ngang khiêm tốn 50 thôi nha cô chú anh chị. Hoành eo là 10 nha. Rồi cây này giao lưu số 15, 450k bao ship toàn quốc á, mã số 15 450k bao ship toàn quốc. Dạ xuống cây. Dạ, rồi.
Mã số 16 cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đây, mã số 16. Đó, tàn rất là đẹp nha. Đó. Đây, chiều cao đây, chiều cao là 80 nha. Chiều ngang cũng 80 luôn nha. Mã số 16. Hoành nó lại là 10,5 tính 10 nha cô chú anh chị. Đó, thẳng thước luôn nha. Rồi, mã số 16 500k bao ship toàn quốc ạ. À. 500k bao sống bao ship toàn quốc, mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Rồi xuống đây ba. Rồi. Mã số 17 cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ luôn nha. Mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Rồi, mã số 17 một cây chân đỏ lá nhỏ, tàn thông rất là đẹp. Đó. Đó, chiều cao nó là 1m3 nha. Tán ngang nó là 60 nha. Đây cái hoành nó đây là 10,5 tính 10 thôi. Đó. Đó, một cốt thoát thăng lên nha. Rồi. Thoát thăng nó 20 nha. Hai mà mã số 17 là 500k bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Bao sống bao ship tất cả nha. Số điện thoại của em là 0907086124, đó cũng là số Zalo của em nha. Mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Em ở Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, gần làng Hoa Sa Đéc nha cô chú anh chị. Rồi xuống đây. Rồi. Mã số 18 là không để cô chú anh chị ấy, em đổi màu vàng nha cô chú anh chị. Và mã số 18 là cây chân vàng lá nhỏ cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Đây mã số 18. Chiều cao là 1m15 ạ. À. Tán ngang là 90 nha. Đó, đủ rất là to bự nha cô chú anh chị. Đậu ngoài nè. Đó. Hoành nó là 16 gửi là tính 16 nha cô chú anh chị. Yeah. Mã số 18 là 700k em bao ship toàn quốc ạ. À. Chỉ 700k là một cây chân vàng quá nhỏ rất là đẹp. Trời ơi. Mã số 19 cũng là một cây chân vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Chiều cao là 90. Tán ngang là 75. Đó. Mã số 19 một cây chân vàng lá nhỏ. Một cốt gõ gạch nha cô chú anh chị. Cái này một cốt nha. 15,5 tính 15 thôi. Dạ. Đó. Dạ, thân lớn là 9,5 nha. Đó, mã số 19 600k luôn, bao ship toàn quốc ạ. Cây chân vàng lá nhỏ. Rồi xuống đây ba. Mã số 20 đó cũng là một cây chân vàng lá nhỏ luôn. Cây này song thân rất là đẹp nha cô chú anh chị. Một cốt hai thân nha. Mẫu cây tử nha. Đó. Đó, chiều cao là 1m15. Tán ngang nó là 80. Đó. Hai thân là 19 ạ. Thân lớn là chắc khoảng 10, 11 gì đó cô chú anh chị ơi. Đo không được. Số 20 đó là 700k luôn, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Shop anh em là bao sống bao ship tất cả nha cô chú anh chị. 700k mã số 20. Cô chú anh chị có chốt hàng nhớ mã số giùm em nha cô chú anh chị. Rồi, xuống đây. Mã số 21 cũng là một cây chân vàng lá nhỏ. Đó, tàn thông rất là duyên dáng nha. 1m25 chiều cao ạ. À. 70 tán ngang ạ. À. quay vòng đó, một cốt sạch nha cô chú anh chị. Đó, hoành nó là 12 nha, cây số 21. Dạ, cây mã số 21 550k em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 550k bao ship bao sống toàn quốc. Rồi xuống đây tiếp theo, mã số 22 trở lại là một cây chân đỏ tàn thông rất là đẹp nha. Đó, rất là mịn, rất là dày bà tàn nha. Mã số 22. Chiều cao là 1m25 tính 20 thôi. Tán ngang nó là 80 nha cô chú anh chị. Siêu bông siêu qua luôn nha. Đó, tàn thông rất là dày mịn. Mã số 22. Đây, cây này nó liền một củ luôn nha, liền một, có thằng nhỏ cái bên 16 hoành nè.
Coi như tính 15 đây, tại cái mắt cái thằng nhỏ nè. Rồi. Rồi cây mã số 22 700k bao ship toàn quốc nha, bao sống bao ship luôn nha. Mã số 22. Số điện thoại của em là 0907086124, đó cũng là số Zalo của em nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Rồi. Mã số 23 cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Bút lại được. Được. Mã số 23 một cốt cũ nở đấy đều nha. Nhưng mà tàn hơi không kính gì mấy nha. Mã số 23. Đó. 1m2 à, cao à. 8.090 à. Quay vòng cho cô chú anh chị coi. Cây này dưỡng tàn lại là thành phẩm à. Cũ nở đấy đều nha cô chú anh chị. Đó. Quành eo nhỏ nhất là 13, gữ tính 13 thôi. Cũ một cục luôn nha cô chú anh chị. Mã số 23 là một cây chân đỏ lá nhỏ em giao lưu của chú anh chị là 600k bao ship toàn quốc á. 600k bao ship toàn quốc. Bao sống bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây, mã số 24. Hết được không? Mã số 24 cũng là cuối clip này nha cô chú anh chị. Cũng là một cây chân đỏ lá nhỏ. Đó. Tàn thông rất là đẹp nha. Quay hai cây mỹ hồng luôn đi. 13 hoành nha cô chú anh chị. Mã số 24 nha. Chiều cao là 1m1 á. 8.060 á. Cây này 500k em bao ship toàn quốc, bao sống bao ship luôn. Rồi mã số 24. Mã số 25. Mã số 25 một cây mỹ hồng thần chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Đó, cây mỹ hồng thần chậu sống khỏe mã số 25 à. Chó rồi. Mã số 25. Một cây mỹ hồng nha. Đo chiều cao. Đây, chiều cao là 1m2 nha. Bông rất là đẹp, xuyên bông nha. 8.000 đó là 90 nha. Cây thần chậu sống khỏe đã lâu rồi cô chú anh chị. Đây cái hoành nó chỉ 8,5 thôi, tính 8 nha cô chú anh chị. Nghe cái thân nó thắt bính lên từ nhỏ rất là khi duyên dáng, rất là khéo cây nha. Mà thắt bính dính nhau là chủ vườn ta thắt bính đó. Rồi cái mã số 25 đó là một cây mỹ hồng em giao lưu cô chú anh chị là 800k bao ship toàn quốc à. Bao sống bao ship tất cả. Số điện thoại của em là 0907086124. Đó cũng là số Zalo của em à. Rồi xuống cây. Rồi mã số 26. Phải không chưa? Mã số 26 một cây mỹ hồng sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. Tàn tròn đều đẹp nha. Cái này thừng trong chậu hết hả? Dạ thừng chậu sống khỏe hết 5 6 tháng lên rễ lên mặt luôn rồi nè cô chú anh chị. Đó, mã số 26 cây mỹ hồng cũng thắt bính thân từ nhỏ nha. Đó, để em đo chiều cao. Cây này chiều cao tới 1m215 nha cô chú anh chị. Ồ 8.000 nó tới 100 luôn nha. Bông nụ qua rất là đẹp nè. Bông nụ đang ra rất là nhiều nha. Đó. Đó. Cây thắt bính rất là khéo cây nha. Cái hoành thân nó là 10 nha. Rồi. Cái thân nó thắt bính đẹp lắm nha cô chú anh chị. Mã số 26 giao lưu là 1 triệu em bao sống bao ship toàn quốc nha. Cũng là mã cuối clip của em clip này nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, mã số 26. Rồi, vậy mình chào bà con luôn. Dạ, cú clip anh chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Mong bà con ủng hộ trong con trong thời gian tới nha. Để con có động lực đi kiếm cây về phục vụ cô chú anh chị nha. Mong cô chú anh chị ủng hộ con. Dạ, chào tạm biệt ạ. Rồi, chào anh Xính luôn. Rồi, kênh LTK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.